hồn quê, nơi chở đầy khoảng trời của tuổi thơ, khoảng trời ước mơ, nơi có tiếng khóc chào đời, có tiếng cười rộn rã của đám trẻ thơ bên mái đình, lũy tre, là nơi cho ta hướng về quê hương nguồn cội. Quý vị đang theo dõi tiết mục của Hồn Quê, biên đạo Đặng Tuyền, do nhóm múa nhà thiếu nhi quận Thủ Đức biểu diễn. Clip được thực hiện bởi Phát Huy Studio. Quý vị đang theo dõi tiết mục múa Hồn Quê, biên đạo Đặng Tuyền, do nhóm múa nhà thiếu nhi quận Thủ Đức biểu diễn. Clip được thực hiện bởi Phát Huy Studio. Quý vị đang theo dõi tiết mục múa Hồn Quê, biên đạo Đặng Tuyền, do nhóm múa nhà thiếu nhi quận Thủ Đức biểu diễn. Clip được thực hiện bởi Phát Huy Studio. Quý vị đang theo dõi tiết mục múa Hồn Quê, biên đạo Đặng Tuyền, do nhóm múa nhà thiếu nhi quận Thủ Đức biểu diễn. Clip được thực hiện bởi HQ Studio. Quý vị đang theo dõi tiết mục múa Hồn Quê, biên đạo Đặng Tuyền, do nhóm múa nhà thiếu nhi quận Thủ Đức biểu diễn. Clip được thực hiện bởi HQ Studio. Quý vị đang theo dõi tiết mục múa Hồn Quê, biên đạo Đặng Tuyền, do nhóm múa nhà thiếu nhi quận Thủ Đức biểu diễn. Clip được thực hiện bởi HQ Studio. Quý vị đang theo dõi tiết mục múa Hồn Quê, biên đạo Đặng Tuyền, do nhóm múa nhà thiếu nhi quận Thủ Đức biểu diễn. Clip được thực hiện bởi Phát Huy Studio. Quý vị đang theo dõi tiết mục múa Hồn Quê, biên đạo Đặng Tuyền, do nhóm múa nhà thiếu nhi quận Thủ Đức biểu diễn. Clip được thực hiện bởi HQ Studio.